Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta hãy gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. À, xin mời nhà gái. Chào cưng. Mời nhà trai. Lấy chồng nào? Chồng ngon, chồng bổ, chồng trẻ, chồng khỏe đây. Tôm đầy nắng và gió. Có là dễ thương. Nếu một mai mà em cán rễ hiền, anh xin nguyện cho nàng về dinh. Ghê. Sao ngồi đi em? Dạ. Ném rau sao? Ai chồng gì? Ai lấy chồng đi? Dạ. Ai lấy chồng đi? Ai lấy chồng nào? Chồng ngon, chồng bổ, chồng trẻ, chồng khỏe đây. Chồng ngon, chồng bổ, chồng rẻ, chồng khỏe luôn. Thôi. Trời ơi. Thấy chưa, thấy nhà trai tôi vui chưa? Dạ. Sốc không cưng? Dạ cũng hơi sốc. Dạ hơi sốc đúng không? Dạ. Mình rao lại luôn. Ai lấy vợ không? Vợ ngoan, vợ hiền đây. Mấy nghe rao nó bán chồng mà. Dạ. Dạ. Ý là em là bán các mặt hàng rất là chạy, nhưng mà em hay rao bán cái thân em trên trên mấy, là mà ít người mua lắm. Bán thân em luôn hả? Trời ơi. Thấy thương không? Gì ta? Còn gì nữa gì ta nữa. Thì mà nó mới coi. Nói giới thiệu lưu loát cái gì ta. Em ông xui, để tôi qua tôi coi coi được bổ rẻ tôi mua. Dạ chào chị. Sao nè, nói tiếp đi nè. Là nhược điểm của em thì là hay bị mù đường và hay quên nữa. Sao biết bị mù đường, có đi nhiều không? Dạ có, cái đợt vừa rồi em mới mua, em đi hay đi shipper á chị. Shipper ở Kon Tum mà phải chạy bằng Google Maps ấy à. Cho nhiều khi đi một đường là em về một đường, em không dám đi đường thứ hai, sợ đi bị lạc. Vậy á hả? Rồi bữa vô có vô đây phỏng vấn thì đi vô ở tòa nhà 81 tầng á, Lê Mát á, mà vô cái siêu thị Vincom mà em đi một hồi em lạc luôn. Vậy hả? Rồi, em bơ này nhiêu ký rồi em? Dạ bơ này thì bữa nay cỡ 50-60 ngàn một ký ạ. Là ở Kon Tum á hả? Dạ. Hay vô tới đây? Vô tới đây ở Kon Tum em bán thì cũng tầm đó, mà ở trong này em cũng không biết là bao nhiêu anh. À, tới Kon Tum là bỏ là khoảng 50-60 ngàn ký đúng không? Dạ, em đi ship cho người ta là 50-60 ngàn. Rồi bây giờ nghe cái anh bên ảnh rao bản thân ảnh vậy, cưng thấy có mua được không? Thấy được không, là tính tình đó, điểm yếu điểm mạnh rồi nghề nghiệp vậy đó, rồi mình nhắm sao, mình nhắm mình trả giá không? Chắc hay mua mão luôn. Chắc mua mão luôn. Mua mão luôn đó, bên đây người ta tính mua mão đó. Rồi, vừa có tình yêu vừa có bơ luôn đó. Có hết đó, có trái cây đúng không? Có dạ. Nhiều trái cây lắm, ở Kon Tum là trái cây ngon. Muốn mua gì có đó, bán đúng online mà. Em trai ship tận nhà. Xong rồi có nhiều người bảo giới thiệu em là đi cắt duyên. Thì cuối năm vừa rồi á, em cũng đi cắt duyên. Thì cắt duyên hay là sao? Duyên âm. Cắt duyên âm. Dạ đúng rồi. Như là một cái tâm linh đó, nói chung là người ta nghĩ là chắc có duyên. Dạ. Cái dòng theo có dòng không theo cho mặt này có vợ. Dạ là cắt cái tới đâu cắt? Dạ thì cũng có một vài người giới thiệu á, là chạy xuống khoảng cách nhà em là cỡ 60 cây số á. Đó là cái gì? Là của một cái cô cũng làm lên đồng. Thôi bỏ qua chuyện đó nha. Bỏ qua đi. Xong nói lại. Chung là cắt duyên rồi đúng cắt không? Cắt duyên rồi ạ. Thế là thấy ba má em cũng già rồi, thế là khách hàng em mới kêu để chị đăng ký cho. Thế là khách hàng đăng ký cho em. Thì em vừa mới cắt duyên xong cỡ 2-3 tháng thì thấy chương trình gọi. Mà chương trình gọi là trúng ngay cái ngày cá tháng 4. Trời phỏng vấn trúng ngay cái ngày cá tháng 4 em. Đen nó vậy luôn đó hả? Dạ. Xui vậy luôn hả? Em tưởng giả bộ cái gì? Trúng ngày cưới cá tháng 4, cái em là kêu không biết là có ai người chọc mình không, tại vì thấy mình ế quá mà. Hết một tuần á thì em mới gọi nhắn tin cho chương trình, thì chương trình bảo là chưa có lịch làm nội dung. Thế là chưa tin được nội dung thì trúng ngay lịch làm nội dung thì trúng ngay dịch. Okay, thôi kệ, cố gắng, phải cố gắng cho bằng nói được. Nói chung á là em người cắt duyên âm của em á chưa đúng. Đúng ra phải đưa cái người cắt đúng luôn. Dạ. Chị Hồng Vân á. Cắt là chị cắt sớm luôn đó. Đó là... bây giờ thử đoán đúng đi. Rồi. Em đoán đi, em coi cái bạn bên đây, cái cảm nhận của bạn bên đây như thế nào, em tả thử coi. Em nghĩ bạn ấy là một cô gái rất là cũng có cá tính, dài, da trắng, dễ thương. Tóc dài, da trắng, dễ thương hả?
Còn em mong muốn tìm người yêu như thế nào? Dạ, em mong muốn thì tìm người yêu giống mẹ của em. Giống mẹ của em luôn, mẹ em sao? Tại vì em là, em ở Kon Tum là hay mệnh danh được chàng trai có hiếu nhất Kon Tum á. Là hay đi đâu, em đi uống trà sữa nè, em đi coi phim nè, hay đi đâu cũng đi theo mẹ hết á. Cũng chở mẹ đi theo chơi, kiểu như là mẹ em hồi xưa cũng khổ á. Em muốn cho mẹ, dạ, cho lại những cái cảm giác bây giờ như thế hệ trẻ như đi trà sữa. Để xem mắt bạn gái coi sao. Ngưng lại xíu, sửa lại cái led. Ok, nó bị giật phải không? Con hồi hộp quá con. Đâu gì đâu hồi hộp, mà con. Một con hồi hộp mà đổ mồ hôi. Sao đâu, con cứ nói chuyện tâm sự sẽ chia, coi như là nói chuyện với cô á, con cứ nhìn cô. Dạ. Bây giờ ta mở rào cho bạn Nguyên với bạn Trang gặp mặt nha. Nguyên Trang luôn á. Mở rào. À, mình nhận trước đi rồi mình trao sau con. Trao đi, cứng, trao đi. À, mình nhận đi, mình nhận trước đi rồi mình trao quà mình sau. Anh có món quà đặc sản ở vùng Kon Tum là bơ. Và đây là món quà của mẹ anh tự tay làm để gửi gắm cho em. Dạ, mẹ cảm ơn anh nhiều. Tại sao mẹ lại làm cây đó? Dạ, tại vì cây sen đá này nó tượng trưng cho sự tình yêu vĩnh cửu và bền lâu và mạnh mẽ nữa. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Rồi, anh cảm ơn. Dạ, em cảm ơn. Em nhờ anh gửi lời cảm ơn tới bác gái giùm em luôn. Rồi, anh cảm ơn. Dạ. Rồi, mình để đây. Đó, rồi giờ mình trao quà. Em cũng có món quà gửi tới anh. Rồi, anh cảm ơn em. Mở ra luôn cưng. À, em có món quà là chai mật ong, là mật ong rừng á, là cái này là ba em đi rừng bắt được. Dạ, rồi có chai rửa tay á, là có gì anh trong mùa dịch này thì anh đi đâu thì có gì rửa tay cẩn thận. Rồi, anh cảm ơn em. Dạ. Trời đất ơi, đem mật ong về, gọi là chở củi về rừng hả trời? Dạ, dạ. Em cũng có mang mật ong rừng. Thì đó, thì vậy. Dạ. Nhưng mà cái kia là mật ong của ba em đi rừng bắt được nha. Dạ. Đó, dạ, ba chưa cho ai mà con gái lấy cho bạn trai rồi đó. Dạ. Là đó, quý lắm đó nha. Mà ba gửi, đây cũng nhận quà của mẹ nè, Linh ơi. Hả? Bên đây cũng mẹ tặng quà cho bạn bên đây. Dạ. Thành ra là quý lắm luôn á. Dạ. Dạ. Rồi, hai bạn về vị trí đi. Chúng ta bắt đầu trò chuyện nào. Hôm nay hai món quà có ý nghĩa của phụ huynh gửi tặng đó. Đúng rồi. Ừ. Đó, chúng ta cảm nhận về nhau đi. Chào em. Sau bao nhiêu lần trắc trở đó. Thế thì anh thấy em rất là dễ thương. Dạ, em cảm ơn anh. Sợ em có ngại yêu xa không? Em thì em không ngại yêu xa, nhưng mà em chỉ sợ là ví dụ như khoảng cách mà yêu xa thì không ấy, chỉ cần người đó lúc nào cũng đặt mình vô một vị trí ưu tiên á, thì không bao giờ em sợ yêu xa. Thực ra Vân đã nghĩ vậy nè ông mối. Có nghĩa là ở Gia Lai á, em ở Gia Lai đúng không? Em ở Kon Tum ạ. À, Kon Tum mà có một cô dược sĩ mà giỏi về thuốc thang ha, mà mình có một cái tiệm thuốc á, mình giúp cho mọi người là cũng hay lắm á. Dạ, rất hay ạ. Uống thuốc hướng dẫn cho đúng á, là rất tốt luôn. Kon Tum cũng là một thành phố đang phát triển rất là đẹp, một thành phố du lịch luôn. Dạ. Nếu mình về đó có thể phát triển rất là nhiều thứ luôn ha. Dạ. Đổ mồ hôi. Mình có mong muốn điều gì hay không? Đó. Là thật sự là anh nó run lắm, anh là người nói chuyện là cũng không ấy đâu, mà lên đây thực sự rất là run. Gặp em thì anh rất là có cảm tình luôn. Yeah. Là mong em và anh sẽ cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu sâu hơn. Yeah. Để hiểu thêm, thấu hiểu về nhau hơn, để có thể chúng ta sẽ cùng về chung một nhà. Yeah. Rồi. Bạn gái có thể hướng dẫn bạn trai đường đi đến tim mình, con đường nào nhanh nhất không? Đường đi đến thì cũng dễ lắm. Ví dụ như sáng á, thì tại vì 6 giờ kém là em dậy em nấu ăn để em mang theo em đi làm rồi. Ví dụ như sáng thì anh nhắn tin cho em một tin nhắn là chúc em buổi sáng vui vẻ hay là gì đó, rồi nhớ ăn sáng hay đồ này kia. Còn trưa thì em nghỉ trưa thì anh có thể nhắn là em ăn cơm chưa hay làm gì chưa, ăn cơm chưa đồ này kia, nghỉ ngơi chưa. Tối nói chung là em cũng không, tại công việc của em cũng là rất là lô bu, cho nên là chỉ cần một ngày ba bữa thì anh nhắn tin hỏi thăm em thế này thế kia thôi. Còn tối thì em cũng rảnh rồi. Qua 9 giờ anh mấy giờ em mới rảnh. Tối gọi nhắn hả? Tối dạ. Tối gọi điện. Tối là FaceTime. Dạ. Tức là một ngày nhắn tin 3 lần, sáng, call, trưa, chiều. Tối gọi nhắn. Em có ghi ra giấy cho bạn trai để dễ nhớ đi. Hát tặng bạn gái một bài đi. Có gửi gắm nhà chị thấy có cái tờ giấy gì đây đây. Dạ. Cái tờ giấy gì, có thấy tờ giấy gì đây đây. Em cứ tờ giấy hướng dẫn vào tim em á.
có nói sao có thể lấy hướng dẫn. Đường vào tim em. Dạ đây là hồi băng giá. Không băng giá. Dạ. Làm được không cưng? Dạ cái này thì dư sức luôn. Dư sức quá cầu. Ngày 4 tin nhắn luôn á. Cái này là dư sức. À, thôi bây giờ em thì hát không hay nhưng sẽ xin tặng bạn gái và trường quay một bài hát. Anh xin thề em sẽ yêu mãi thôi, yêu em đồng say suốt đời. Anh number one đẹp trai mà dễ thương và con tim rất chung tình. Mình gặp nhau đêm nay và chừng như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Ngân ngại chi em ơi, yêu anh nhé. Này em yêu hơi, em có nghe trong tim bỏ tiếng yêu vang lên dành chào em đó. Này em yêu hơi, em có nghe trong em biết không em ơi, I love you. Hay, hay câu cuối đó, I love you đó. Thằng gái hát lại đi. Xúc tích rồi đó. Thôi em hát chắc chừng quay bỏ, mọi người bỏ chạy hết, em hát dở lắm. Rồi. Thôi mình trở vị trí các bạn, đã đến lúc chúng ta đã đặt cả trái tim của mình vào câu chuyện ngày hôm nay. Đừng làm sai những cái gì của con tim mình đang suy nghĩ các bạn nha. Bấm bằng cả trái tim của mình. 1 2 3. Rồi bấm luôn rồi đó. 3 chưa kịp 3 là đã bấm rồi. Rồi chúc mừng các bạn. Hãy nắm tay nhau. Đó. Hợp nay lý. Nay mình lời đó, nay mình đi mua đồ mình có luôn lời. Đứng xích xích ra giữa giữa xíu nào. À, đẹp đôi quá ha. Hôn đi. Hôn em. Dạ. Cái nè, hôn má. Rồi trời ơi.